Ông Đoàn Ngọc Hải, tôi giúp người nghèo không phải để làm màu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết việc ông lái xe cấp cứu chở miễn phí bệnh nhân nghèo không phải để làm màu và ông sẽ làm đến khi nào yếu không làm được nữa mới thôi. Giúp người nghèo đến khi nào chân tay run, bệnh tật. Sáng ngày 3 tháng 9, chiếc xe cấp cứu mang biển kiểm soát 51B50744 của ông Đoàn Ngọc Hải, sinh năm 1969, nguyên Phó Chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong sáng cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải nhận chở miễn phí một bệnh nhân nghèo về Hà Giang. Sáng ngày 4 tháng 9, ông sẽ quay về Hà Nội để đón một cháu bé ung thư đưa về Quảng Ninh. Trao đổi với phóng viên Dân Trí tại Bệnh viện Đại học Y, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: Tôi làm việc này không phải để nổi tiếng. Điều đầu tiên là tôi muốn giúp người nghèo. Thứ hai là tôi vui mới làm được. Thứ ba là tôi sẽ làm đến khi chân tay bùn rùn, bệnh tật ập đến thì mới nghỉ. Chứ tôi làm không phải để làm màu. Cũng theo ông Hải, năm nay ông đã 52 tuổi nên vẫn còn đủ sức khỏe để giúp người nghèo. Khi nào yếu, mệt ông sẽ nghỉ. Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ thêm, sau vài ngày đầu tự lái xe cứu thương, chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, ông đã nhận tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Đến thời điểm này, ông bắt đầu ngộp thở vì quá tải, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình để giúp đỡ người nghèo. Một bệnh nhân đã chút hơi thở cuối cùng trên xe. Trong số các bệnh nhân tôi từng chở, có một bệnh nhân không may mắn đã qua đời ngay trên xe. Đó là bệnh nhân bị ung thư, tôi chở từ Bệnh viện Trung ương Huế về huyện Đông Sơn, Quảng Nam. Ông Hải kể. Theo lời ông Hải, đó là một bệnh nhân nữ 34 tuổi bị ung thư vú di căn phổi. Bệnh nhân này được bệnh viện trả về, gia đình mong muốn chị kịp về để chút hơi thở cuối cùng tại nhà. Nhưng trên quãng đường khoảng 170 km từ Huế vào huyện Đông Sơn, bệnh nhân này đã qua đời ngay trên xe. Tôi cố gắng lái xe chạy một mạch không dám nghỉ, mong cô ấy kịp về nhà nhưng vẫn không kịp. Buồn thật, cô ấy ra đi khi còn quá trẻ, đó là lần đầu tiên tôi chở người chết trên xe. Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ. Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, từng nổi tiếng với chiến dịch Giành lại vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Tháng 6 năm 2019, ông được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động qua làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, nhưng ông đã xin từ chức ngay sau khi nhậm chức. Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải trở thành một vận động viên marathon ở cự ly 42 km, tham gia khá nhiều hoạt động chạy marathon ở các giải trong nước. Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã dùng khoảng 700 triệu đồng tiền cá nhân để mua một chiếc xe thương hiệu Hyundai và đăng ký trở thành xe cứu thương chuyên dụng. Đích thân ông lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, phục vụ người dân ở mọi miền đất nước. Ông Hải đã công khai biển số xe là 51B50744 và cho biết sẵn sàng phục vụ người dân, lo luôn cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo. Trước đó, nhiều người đã bắt gặp ông Hải cùng chiếc xe cứu thương miễn phí của mình trên các cung đường ở miền Tây, miền Trung và nay xe đã ra tới miền Bắc. Xe đi tới đâu, người dân cũng chào đón và chia sẻ hình ảnh đẹp về ông. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.